Chào anh em và các bạn đến với kênh Dũng miền Tây của mình nha. Ngay luôn chú ơi. Hiện tại chú đang đi đi giải cứu mấy đống lúa rồi nè. Ủa sao rồi? Lúc này thì ông chú đang kia đi giải cứu đống lúa nè bạn. Cái đầu máy về để lát hỏi ông chú á. Cụ này chắc cũng lớn tuổi rồi mà anh em ơi. Đường này quá trời hẹp luôn anh em ơi. Để đợi đang ra đi nè. Chưa có cái ngày đầu được. Đây đóng lúa đây nè anh em. Tới chút nữa chú ơi. Nữa đây chú, còn xa lắm. Chú này chắc lớn tuổi lắm nha anh em. Tình nguyện đi giải cứu cái đống lúa cắt tay nè. Máy liên hợp cắt không được. Máy này là máy gì không biết luôn, lát hỏi gặp ông. Lát hỏi ông chú rồi, máy này động cơ gì. Đó là nhìn nhuyễn nha anh em. Rồi tới đống lúa rồi anh em ơi. Quá đẹp. Đây đang giải cứu đống lúa này nè anh em. Rồi đang chạy điểm đồ ra cho ngon lành coi. Máy này máy hiệu gì chú? Máy này máy hiệu gì chú? Dạ. Động cơ của cái máy này á, chạy đồng suốt này á, là máy gì? Máy Nhật hay Trung Quốc? Trung Quốc. Trung Quốc mà đề máy chú? 28. Đề 28 nha. Dạ. Đồng suốt thì chú đóng ở đâu vậy chú? Ở Ba Lẹ. Ba Lẹ là ở số 10. Số 9. Số 9 là thuộc về huyện Chi Tôn, An Giang hả chú? Đó thuộc về là huyện Châu Thành hả? Châu Thành ơi. Châu Thành. Là gì là lâu đóng lâu chưa chú? Hôm nay là 30 mấy năm rồi. 35 năm không chú? 36 năm. Rồi. 36 năm, lúc đó chú đóng bao nhiêu tiền? Cái thùng số này á? 42 triệu. 42 triệu ha. Là cách đây 36 năm phải không chú? Dạ. Là trên 20 cây vàng. 20 cây vàng. Ừ. Chú chơi lớn luôn hả? Ừ. 20 cái vàng mới được cái xe suốt này hả chú ha? Ừ. Dạ. Như vậy là bữa nay đi giải cứu đống lúa của bà con cắt tay hả chú? Ừ. Dạ. Như vậy là mình suốt vậy là mình ăn sao chú? Lãnh mão. Lãnh mão là đóng mấy công là thí dụ công ăn nhiều không? 40 công 12 triệu. 40 công là 12 triệu hả chú? Dạ, 40 công 12 triệu là đánh lãnh mão 40 công đó luôn ha. Rồi. Rồi cảm ơn chú nhiều nha chú. 40 công mà 12 triệu anh em ơi. Cái này lãnh mão luôn. Rồi lúc này thì ông chú cho máy vận hành đâu anh. D28 của Trung Quốc. Mua cái thùng suốt này là 42 cây vàng. Cách đây là 36 năm. Nó cũng hao mòn hết trơn rồi anh em ơi. Xét kỹ hết rồi. Rồi lúc này thì cho máy cho vận hành nè anh em. Vận hành rất là tốt.
nhiêu tuổi rồi chú? 75 tuổi hả? Dạ. 75 tuổi nhưng mà vẫn còn lái máy cắt, lái xe cuốc mà thấy có hiệu lực đâu á. 75 tuổi hả? Tình nguyện lái máy cuốc để đi giải cứu đất lúa, 40 con. 12 triệu, ăn mão luôn. Làm sao chú? Hồi lúc đó là khá lắm mới đóng được cái xe này phải không chú? Ở trong cám tôi là chỉ 3 chiếc ha. Ờ, chút ngày. Dạ. Là 42 cây vàng luôn hả chú? 41 cây vàng. 21 cây. Là lúc đó là đóng cách đây là 36 năm hả chú ha? Là mình nên là chỉ nguyên cái xóm của chú là chỉ có 3 cây thôi chú. Máy nó chạy một ngày thẳng thác được bao nhiêu công chú? Lúa khô là 40 công ha. Là từ sáng tới chiều luôn hết chú ha. 4 giờ chiều là 40 công. Như vậy là máy này nó ăn dầu dữ không chú? Ăn dầu lắm hả? Bớt bớt ăn ha, không ăn nhiều không ha. Tối ngày 12 lít dầu. Tôi 28 này của Trung Quốc. Mà Trung Quốc ở bên bãi nó nhập qua nguyên con chứ không phải mà Trung Quốc nó mấy nước lại bên đây đâu. Dạ, cái này là nhập nguyên con từ Trung Quốc qua luôn hết chú ha. Dạ. Tính coi từ tôi chạy từ đó giờ chưa có dầu cho đi chứ, chưa có. Còn y nguyên kim ba cọc luôn chú. Ờ. Tại chú xài quá thì kỹ luôn. Bảo dưỡng máy đồ ngon lành là xài lâu lắm hết chú ơi. Máy này chạy rất tốt, cái hơi còn dữ quá dữ luôn. Vậy đó, nó còi còi vậy chứ cái trước tôi về là tôi cặp phát một phát một à. Vậy là hả? À. Vậy là chú tự quay luôn ha. Hả? Nãy là chú tự quay luôn ha. Cái này là mình chà vui vui hả chú? Vui. Dạ. Không quạt nữa gì à? Sức cánh quạt. Vuột dây hả chú? Dạ, lâu quá lâu nó nhão hả chú ha? Nhão. Dạ. Biết hết mà cũng phải hỏi cái ha. Tại vì nghề nghiệp gắn đeo hả? Dạ dạ dạ. Cái này chắc cũng lâu đợi lắm hả chú ha, cái con dây này nè. Dữ lắm lâu rồi ha. Không có đâu. Chừng miếng nó chịu thì một vụ, còn miếng nó không chịu thì một vụ 2-3-4 sợ. Dạ. Ở vậy mình dục lúa gì mình ăn ngày là ăn sao anh? Này ăn ăn phẩm như dục bên kia bao mình bao. Dạ. Yeah. Đủ đủ. Con bao mình bao. Ờ. Cho mẹ luôn đi. Cho luôn hả? Ta đang quay với mà thích cái bụng vô ơi. Nè, chụp chặt kỹ thuật chút xíu này mày. Lát sau nữa vận hành này tiếp tục. Có bánh quay tôi lên đó cái là... Lúc này thì anh em đang nghỉ mệt rồi ăn cơm anh em ơi. Tại vì ăn cho có sức để lát dục lúa lên trên máy suốt. Ăn cơm gì ngon với vậy? Canh chua gà. Yeah. Cá ba thú muối chiên. Ồ, ở đồng quê ăn món này là ngon á.
ăn tạm gì anh ơi? Dạ. Về nhà ăn có quen không? Ôm xa cái khúc này quá. Ơi. Chịu ơi. Con ăn miếng đi. Lại ăn miếng cơm này cho nó nạp thêm nha. Rồi vô lụm về chén đi rồi lát nội ăn cơm cũng quay mất cỡ thấy bà luôn xù ăn trời. Dạ rồi sáng giờ cắt được mấy công rồi cô? Sáng giờ cắt được 2 công rồi. Dạ 2 công là 2,2 triệu hả cô ha? Dạ. Hiện tại thì đang ăn cơm nè, mới giờ cắt rồi xong thì vô ăn cơm nè. Ăn cơm gì ngon dữ cô? Thịt kho, cá kho, rượu. Dạ. Mới mua về hả chú? Rồi, chuẩn bị sửa sơ sơ cái là cho máy vận hành tiếp tục. Cũng mới vừa chỉnh sửa sơ sơ vừa xong rồi nè. Thì lúc này thì chú đang vận hành quay cái máy này nè, quay 28. Quá đẹp luôn chú ơi. Chú quá lực lên em. Rồi chú đang vô cái số thuốc luôn nè. Bây giờ thì cũng hơi trục trặc chút xíu. Đó. Đang vô cái số thuốc rồi đó nè ơi. Chú này thì đang chà vui vui nè. Đúng máy này là máy cổ nữa mà. Đây thì chú tăng ga lên nè. Tăng ga lên để cho máy thuốc này ăn cho thật là về vô.
đây một phát một đấy. Đây lúc này thì chú ghe lại sao? Ơi, cán cái gì kìa chú ơi? Cái thao. Rồi ghe luôn. Rồi lúc này chú cho máy xúc tiếp tục anh em ơi, đang giải cứu cái đống lúa này.
còn đang đóng này nữa nè, thì chú mới vừa ghe trở lại nè. Sao nhiều quá, máy nó nhẹ nè anh em, cái gì cũng vậy, cũng phải có cái chiếc nó lối mòn cho dễ dàng hết. Lâu mới gặp lại cái máy này nè.